Máy lọc không khí Panasonic 70XT đến 2021 hàng lướt đấu giá mới tầm khoảng 95-99% mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Buổi chiều hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy nhé. Con này em vừa cập bến xong. Con này là Panasonic 70XT đến 2021 mọi người nhé. Đấy, con này là hàng lướt đấu giá này. Con này cực kỳ mới luôn mọi người. Cực kỳ mới luôn. Đấy. Đây là hình thức em đang quay này. Con này là màu vân gỗ mọi người nhé. Cái màu vân gỗ này thì nó cực kỳ là xa. Nhiều bác thì cứ sợ nội thất màu trắng thì tường trắng thì để thì rất là khó. Như các bác nhìn nhận, ví dụ đây ạ. Đấy, em đang decor, ví dụ như đây cái kia là màu trắng mọi người. Cái máy điều hòa của mình là màu trắng mọi người. Đấy, nó để trên một cái nền màu đen và màu vân gỗ này nó cực kỳ là sang luôn. Đấy, con này thì công suất là 57W mọi người nhá. Dùng cho phòng độ khoảng 40 m2 đổ lại. Ok. Đấy, lọc không khí kiêm buồm này mọi người này. Con này thì là Nanoix như là Nanoix thế 2 mọi người nhá. Đấy, các cảnh báo về bụi mịn này, mùi này, đấy đầy đủ hết mọi người nhá. Đây, hình thức máy em đang quay rất thực tế này. Em quay chậm cho mọi người thấy là nó là hàng lướt đấu giá và rất mới mọi người nhá. Con này thì gần như không có vết xước luôn mọi người. Màu nâu nhưng nó không có vết xước. Đấy, vân gỗ không vết xước mọi người. Đấy. Em quay là từ trên xuống dưới, góc trên góc dưới cho mọi người nhá. Đây mọi người này, đây là mặt trên này. Đấy. Đây là mặt sau này mọi người. Để quay mặt sau cho mọi người nhá. Đây là thông số mọi người này. FVC70XT này. Đến 2021 mọi người nhá. Máy gần như không có vết xước nào cả. Đấy, con này thì dùng cho phòng độ khoảng 40 m2. Đấy, lọc khí kiêm buồm. Con này thì khử mùi Nanoix thế 2 khử mùi thì vô đối luôn. Là dòng khử mùi tốt nhất thị trường bây giờ mọi người nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu này liên hệ với em, một chiếc duy nhất.